một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quá Thà Ná cho bài học. Dạ, nếu cô chưa có cầm mic được thì Nhật Quỳnh mời xích Trần Đạo mở hàng đi nha. Trần Đạo bữa nay cho Trần Đạo mở hàng thử một bữa coi. Alo, alo, Trần Đạo. Thấy Trần Đạo, dạ, Trần Đạo không có được ổn lắm nên Nhật Quỳnh muốn mời Trần Đạo mở hàng. Dạ, sau đó mời xích Rạng Đông, kính mời cô Ái Minh, mời Trúc Ngân, mời Tina, mời xích Đà Men. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, dạ thủ Trần Đạo mở hàng. Rồi, có bàn tay của Rạng Đông luôn. Dạ, kính mời ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sơn Thà Giá. Cùng kính đảnh lễ Thượng Tổ Minh Thận, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô Tu Nữ Tự Duyên. Kính chào với anh chị trong đại tràng. Cảm ơn chị Giang Đông cho biết tính phụ đô và lỗ. Con xin kể cho kinh pháp cú số 405 mặt. Nhiệt tha gia đăng thầm bu thế su ta sê tu tha bà rê su cha dô la hăng ti na ya thế ti ta ma hâm bu mì đấm ma mô. Nhiệt tha gia đăng thầm bu thế su ta sê su tha bà rê su cha dô la hăng ti na ya tế ti ta ma hâm vô mì hâm ma nâng. Bỏ trường mức đổi chúng sanh yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi bà la môn. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Nì tha gia đăng thầm bu tế su ta sê thu tha và lê su cha về na hăng ti na ya ti ti ta ma hâm vì đâm ma năng. Trưởng đạo gì bỏ rồi, chúng sanh vô hại với đời vô sân, cũng không suối bậy hại nhầm lòng từ vãng đại, chẳng lầm bà la môn. Đó là khổ thơ của hòa thượng với đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Dạ, cảm ơn Nguyên Bác Thanh Hà đã góp bài. Kính mời bàn tay của chị Đặng Hưng. Sa thú chị Trần Đạo, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn quý vị biết từng nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 405. Ni tha gia đăng đăng phù tê số ta sẽ tha quá rê số cha dù na hành tê na gà kha tê tê ta ma hằng brum mi brahm ma năng. Ni tha gia đăng đăng phụ tề su ta sê su tha wa rê su cha yô na hằng tê na kha tê tê ta ma hằng brum mi brahm ma năng. Ni tha gia đăng đăng phụ tề su ta sê su tha wê tha wa rê su cha yô na hằng tê na kha tê tê ta ma hằng brum mi brahm ma năng. Bỏ trượng đối chúng sanh yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi bà la môn. Ni tha gia đành đành phù tề su ta sê su tha quá rê su cha dù na hằng tê na kha tê tê ta ma hằng rùm mi brahm ma năng. Trượng đau vị ấy bỏ rồi, chúng sanh vô hại với đời vô sân, cũng không suối bẫy hại ngầm
lòng từ quảng đại chẳng lầm Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ cô tu nữ tại viên, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Ni tha ya tan dang phu te su ta se su tha wa re su cha yo na han ti na kha te ti ta ma hang bum mi pam ma nang Ni tha ya tan dang phu te su ta se su tha wa re su cha yo na han ti na kha te hi ta ma hang bum mi pam ma nang Ni tha ya tan dang phu te su ta se su tha wa re su cha yo na han ti na kha te ti ta ma hang bum mi pam ma nang Bỏ trượng đối chúng sanh kém hay kiên cường, không giết, không bảo giết, ta gọi là Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ni tha ya tan đăng phù thế sư, ta tê sư tha qua rê sư cha, yô na hàn tê na kha tê tê, ta ma hàn bùm mê bàm ma năng. Ni tha ya tan đăng phù thế sư, Ta tê su tha wa lê su cha Yô na hàn tê na kha tê tê Ta ma hàng vùm mê bàm ma năng Tượng đạo vị ấy bỏ rồi Chúng sanh vô hại với đời vô sân Cũng không suối bẫy hại ngầm Lòng từ quảng đại chẳng lầm Bà La Môn Hòa Thượng Giới Đức Con kính tri ân quý sư Con kính tri ân đạo tràng Con xin mời vị kế tiếp Dạ, alo, cho con hỏi nghe âm thanh của con không? Con xin phép đọc câu kinh Pháp Cú số 405. Ni tha ya đành đằng phù tề su ta xê su tha bát bát xê Và rê su chá dù na hầm ti na khà tề ti ta má hàng phù mi trầm má năng Ni tha ya đằng đằng phù tề su ta xê su tha va rê su cha dê na hầm ti na kha tề ti ta ma hằng phù ni đầm ma năng Bỏ tượng đối chúng sanh yếu kém hay kiên cường không giết không bảo giết ta gọi Bà La Môn là bản và đầu chúng sanh vô tượng đau vị ấy bỏ rồi chúng sanh vô hại với đời vô sân cũng không suối bẫy hại ngầm lòng từ quảng đại chẳng lầm La Môn là cổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và con xin xuống xin mời vị kế tiếp sa thú lần này không biết tên là đời thể mẫn hay là đời men làm sao không biết đời men rất là đời thần nữ được thể mẫn là tiếng Việt thì đúng hơn không biết gọi kiểu nào rạng đông ái minh xong thấy giơ tay hả để cô tu nữ tuệ duyên nữa không thấy giơ tay bát thanh la xin được kể pháp cú 405 Và đây bắt là kể chuyện cho cái gì của ấy, chị tay mình ơi. Ni tha ya đan đăng phu tê su, ta tê su tha va re su cha, yô na han ti na kha tê ti, ta ma hang phru mi pham ma năng. Ni tha ya đan đăng phu tê su, Ta tê su tha va re su cha Yô na han ti na kha tê ti Ta ma hang phru mi pram ma năng
Nithaya dandang phu te su ta te su tha wa re su cha yo na han ti na kha te ti ta ma hang phru mi pram ma nang Nithaya dandang phu te su ta te se su tha wa re su cha yo na han ti na kha te ti ta ma hang phru mi pram ma nang bỏ trượt đối chúng sanh yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của ngài Minh Châu: trường đao vị ấy bỏ rồi, chúng sanh vô hại, với đời vô sân, cũng không suối bệnh hãi ngầm, lòng từ quảng đại chẳng lầm bà La Môn. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức Giả Nam Mô Phật Tha Giá. Còn xin được xuống mic. À, mến mời sư Thái Minh. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quá Tàn Á. Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Thầm Mờ Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật. Kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tự Duyên ấy, mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 405. Ni thà gia đành đằng phù tề su ta sê su thà qua rê su cha dù na hành ti na khờ tề ti tập ma hằng rụ mi rầm ma nần. Ni thà gia đành đằng phù tề su ta sê su thà qua rê su cha dù na hành ti na khờ tề ti ta ma hằng ru mi râm ma nằng. Bỏ trượng đối chúng sanh yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: ni tha gia đan đằng phu tê su ta sê su tha qua rê su cha yô na han ti na kha tê ti ta ma hằng ru mi râm ma nằng. Ni tha gia đan đằng phu tê su ta sê su tha qua rê su cha yô na han ti na kha tê ti ta ma hằng ru mi râm ma nằng. Ni tha gia đan đằng phu tê su ta sê su tha qua rê su cha yô na han ti na kha tê ti ta ma hằng ru mi râm ma nằng. Trượng đao vì ấy bỏ rồi, chúng sanh vô hại, với đời vô sân, cũng không suối bảy hại ngầm, lòng từ quảng đại chẳng lầm bà La Môn. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính dâng mít lại cô Tự Duyên ạ. Con kính mời cô. Sa thú, sa thú, xin anh mình. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ và thanh trào quý thầy nam thánh nữ. Và tự nhiên xin đọc kinh pháp cú số 405. Và cảm ơn huynh Quá Thanh Á. Ni tha gia đàn đằng phù tê su ta sê su tha qua rê su cha dô na hàn tí na kha tê tí hằng trụ mi rầm ma nằng. Ni tha gia đàn đằng phù tê su ta sê su tha qua rê su cha yo nam ti na kha te ti tam hang ru mi ram ma nang. Ni tha gia đam nang phu te su ta
sê su ta wa re sa su cha yo nam ti na kha te ti tam mang ru mi ram ma nang ni tha ya dan dang phu te su ta se su tha wa re su cha yo na han ti na ka de ta hằng ru năng bỏ trượng đối chúng sanh yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi Bà La Môn. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trượng đao vị ấy bỏ rồi, chúng sanh vô hại với đời vô sân, cũng không suối bẫy hại ngầm, lòng từ quảng đại chẳng lầm. Bà La Môn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tự Nhiên đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ Tự Nhiên không biết là dạ, đã thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời chị. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, và một lần nữa con thành kính đánh lễ Chi Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 405. Dạ, cảm ơn Minh Pháp Tha Ná cho bài học. Ni thà gia đàn đăng phụ tệ sư ta sê sư thà quá rê sư cha dô na hàn tí na kha tê tí ta ma hằng su mi rằm ma năng. Ni thà gia đàn đăng Ni thà gia đàn đăng phụ tệ sư ta sê sư thà quá rê sư cha dô na hàn tí na kha tê tí ta ma hằng su mi rằm ma năng. Ni tha gia đàn đằng phù tề su tha qua rề su chắc giờ na hàn ti na kha tề ti ta ma hằng su mi rằm ma năng. Bỏ trượng đối chúng sanh yếu kém hay kiên cường, không giết không bạo giết, ta gọi Bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ni tha gia đàn đằng phù tề su nhà con xin sám hối với đạo tràng. Nì tha gia đan đằng phu tế su tha qua tế su tha qua rê su cha nô dô na hành tê na kha tê tê tạ ma hăng su mì râm ma năng. Nì tha gia đanh đằng khô tê su tạ thê su tha quà rê su cha dô na hành tê na kha tê tê tạ ma hăng su mì râm ma năng. Nì tha gia đan đằng phu tê su tạ sê su tha quà rê su cha dô na hành tê na kha tê tê tạ ma hăng su mì râm ma năng. Trượng đao vị ấy bỏ rồi, chúng sanh vô hại với đời vô sân, cũng không suối bẫy hại nhầm, lòng từ quảng đại chẳng lầm. Bà La Môn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhược Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Và kính chào người phương Nam vừa vào Đạo Tràng. Và thú thật với Đạo Tràng là Nhược Quỳnh đọc và kể rất là phân tâm. Lý do là dạ, kính cảm ơn anh chị Phan Văn Liêm. Lý do là sư Tình Đạt thì nhắn không vào room được, không online được.
mà Nhật Quỳnh gọi Thượng Thầy Quyền hai lần rồi, mãi của sư bận, nên lòng Nhật Quỳnh rất là phân vân vì cảm mịch, nên đọc cũng trật mà kệ cũng không xong. Rồi bây giờ sao đây quý vị? Nhất là Quỳnh Quách Thành Hải và Trích Răng Đông, tính sao đây, tính sao đây? Dạ, tính sao đây? Xin nhà Quỳnh Quách Thành đã xin đàn đồng cho Nhật Quỳnh một cách đi. Alo, alo. Rồi, rồi theo như lời của Quỳnh Quách Thành Á, mời xin đàn đồng mở băng nha. Trong khi chờ đợi chứ bây giờ hai vị giảng sư trong room ba Nhật Quỳnh không liên lạc được rồi. Dạ, kính mời đàn đồng nha. Nhớ cái đó, cho nên là rồi được tất toàn bộ những cái tim gan phèo phổi gan mật rồi đó, là mấy cái đó là càng lớn thì cái nó đổ nợ ra. Cho nên trong kinh nói cái người mà khỏe là cái người có cái thể lực, là như là kinh nói, mà tôi nói kinh nói kinh Chuyển Luân Vương nói cái người khỏe là người khỏe là cái người mà cái thời gian mà khó chịu của cơ thể đó nó ít, nó chỉ gói gọn trong sáu cái căn bản đó, là đói khát nóng lạnh và tiêu tiểu. Họ ít bệnh đến mức mà cái tiêu tiểu cũng kể là bệnh, đói khát cũng kể là bệnh ghê. Rồi cũng trong kinh Diễn Lương Vương nói cái người mà người khỏe là cái người mà chỉ có sáu bệnh căn bản, còn người đẹp là người có được sáu cái chuẩn căn bản. Nhớ cái này, cái này kinh nói mà tôi thấy hay, kinh nói mà tôi thấy hay. Người khỏe là người chỉ có sáu bệnh căn bản, đói khát nóng lạnh và tiêu tiểu. Còn cái người đẹp đó là người cũng có sáu cái chuẩn căn bản, đó là không, lại là tỷ lệ vàng nữa, không quá mập, không quá ốm, không quá đen, không quá trắng, không quá cao và không quá thấp, lùng sách thì xấu quá, nhưng mà cao vời vợi như cái nêu tết, như cái tre miễu thì cũng kẹt. Đấy, cho nên cao quá thấp quá kẹt, đen quá cũng kẹt, mà trắng bệt cũng kẹt. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền vừa quan năm dạo đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Trần Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn sư Hoa Nguyệt. Dạ nếu mà sư nghe âm thanh con kính bạch với sư là đại đức Tịnh Đạt nhờ con bạch với sư là đại đức Tịnh Đạt không online được. Dạ thỉnh sư điểm khuyết nghề giảng từ lực. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta sẽ được thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 406. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, Nhâm Vương Lộc Gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy kinh dự pháp từ. Đó là Nhân Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền
từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Được Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy với Nam mô Tham Ma với Nam mô Sang Khai với giờ thưa thì chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến Gia Pháp và đến chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivade Misvakato Phakkawata Tammo Dhammang Namasami Subhatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Giờ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có ai thích nghĩa trong bài kinh nhà của em mình? Dạ, mô Phật cảm ơn của em mình nhiều, nhà của em mình giúp dục sư. Dạ, cũ gì cũng thông cảm cho chúng tôi một chút xíu là của em mình chuẩn bị sẵn như vậy và chúng tôi sẽ cho chúng tôi xin ba mươi giây một chút xíu. Thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung không nhiễm, giữa nhiễm trước ta gọi bà là môn. Và cái nghĩa của bài này là không thù nghịch giữa những kẻ nghịch thù, được an tịnh giữa những kẻ có gậy gộc, không dính mắt giữa kẻ dính mắt ta gọi vị ấy bà là môn. Trước nhất, cái câu đầu tiên mà chúng ta thấy, cái đoạn đầu tiên là Awiruddhang Viruddhesu. Trước nhất là tiết đồ ngữ Á cộng với Viruddha, đây là một quá khứ phân từ mà chia theo năm tánh. Từ rồi quá khứ phân từ là đã không thù nghịch, tức là á hay hoặc là nát, tức là một bất biến từ. Dạ, nó theo từ Bali là một bất biến từ. Một bất biến từ mà tiếp đồ ngữ nó là một bất biến từ của cái chữ ná hay hoặc là á. Á quý rốt thăng có nghĩa là mà quý rốt thác. Quý rốt thác đây cũng là một động từ như nó đã chia, nó đã thành một cái quá khứ phân từ thì nó đặc định là như thế. Cho nên bây giờ đây thì đây là nó năm tính. Nếu như chia theo cách đó, thì nó là đối cách. Tức là không có cái sự thù nghịch. Không có sự thù nghịch. Đây chúng ta thấy tích một ngữ á có nghĩa là không. Dạ. Với rút thá đây là một đúng vậy, một cái căn động từ của nó là rút. Dạ. Rút. Có nghĩa đã thù nghịch. Và cộng, tức là cộng với ví, cộng với rút, cộng với rút là bằng virus, virus thác. Ở đây nếu như chúng ta học tiếng Bali thì chỗ này nó rất là đặc biệt. Đây là như cái chữ hai cái phụ âm mà nó không có một nguyên âm xen giữa. Dạ. Cho nên chúng ta thấy mà nó chính là một cái căn động từ của chính nó. Tức là chia cách. Viết nghĩa là một sự chia cách hay là một cái sự nhấn mạnh. Còn quyết thác, rút thác tức là cái sự ngăn trở. Tức là không có gì. Không có gì mà có cái sự ngăn trở giữa cái sự thù địch. Đây là không có cái sự thù địch. Yeah.
Rồi, đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai, thì cái chữ virus thăng, virus thê xuống thì nó chia theo theo định sơ cách thôi, chúng có chuyện gì. Và câu thứ hai là ác ác tát đan đề xú đan đá đan đá đan đề xú nếp bù tăng. Cái chữ ác tá cộng với đan đá thì ác tá đây là một danh từ nam tính, có nghĩa là chính tự mình. Cái chữ đanh đá là gậy gộc, mà cái chữ nếp ở đây chúng ta thấy là át tắc đanh đê xú, tức là tự mình. Át tắc đanh đê xú nếp bút tăng. Dạ cảm ơn cô. Át tắc đanh đê xú, đanh đá là gộc, mà ní cộng với cái gì, viết với cái căn ba, và nó bỏ một cái chút sức. Tức là đây cũng là một cái quá khứ phân từ, và nó cũng chia theo đối cách, tức là đã được từ bỏ, hay là đã không dính mắc, hay là đã nguội lạnh, đã không còn nữa. Dạ. Thì nếu như là một từ đó thì chúng ta thấy có một cái từ có nghĩa rằng cái chữ ách tá nó còn có nhiều nghĩa, có nghĩa là tự mình hay là do chính mình, vân vân. Tự mình mà cầm gậy gộc, hay tự mình đã bỏ gậy, hay chúng ta gọi là phóng hạ đầu đao đó. Dạ, chúng ta thường nghe nói về chữ phóng hạ đầu đao. Mà phóng hạ đầu đao để làm gì? Chúng ta thường nói phóng hạ đầu đao lập địa thành Phật. Thì cái ý nghĩa của lập địa thành Phật đó chính là một cái từ mà chúng ta để nói thôi. Dạ. Thì phóng hạ đầu đao để cái gì? Để lập địa thành Phật. Thành Phật ở đây chính là nó chỉ bỏ một cái việc ác, thì cái chuyện nó nghe nó rất là bình thường. Nhưng ngay cái chữ này, nếp bút tăng ách đăng đề số nếp bút tăng là người đã không còn bị dính mắc, tức là bỏ đau trượng, không còn cái sự dính mắc. Và tiếp theo một câu nữa, tức là Sa-đa-nê-xú, tức là từ cái chữ sa-đa-ná, từ tiếp tục ngữ sá là cùng với sa-há-sa-tinh đó. Dạ, sa-há-sa-tinh. Tiếp tục ngữ sa-há-sa-tinh này, a-đa-ná có nghĩa là a-đa-ná ở giữa. Em xin lỗi, cái danh từ trung tính, danh từ trung tính, mà cái sự dính mắc, cái sự chấp thủ, cái sự nắm bắt. Còn A tiếp tục ngữ là hướng về, hay là không, hay là trái lại. Còn đa, đa đây có nghĩa là từ cái căn là căn nó đa, có nghĩa là cho, là đa ná đó quý vị. Đa ná cũng vậy đó, có nghĩa là không có, có được cái sự không, không dính mắc. À, nó hay vậy đó. Thì tám hàng pro mi brahmanan thì ta gọi vị ấy là bà la môn. Thì chúng ta, dạ cô kích xuất chiết dùng những cái từ đó.
nay chúng ta học cái câu Pháp Cú số 406. Câu Pháp Cú 406 chị quan hỷ chờ cho chúng tôi khoảng một chút xíu. Thưa quý vị, cái câu Pháp Cú này có lẽ tất cả chúng ta sẽ rất là quen thuộc chứ không có chuyện gì. Bởi vì nếu như mà chúng ta lấy cái sự hận thù mà đi đặt định với cái hận thù thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp. Mà trong cái sự giữa những cái người hận thù, chúng ta đem cái sự thân thiện vào cái chỗ hận thù, nhiều khi á, trong cái sự bực bội, trong cái sự khó chịu, mà chúng ta phải thể hiện một cái, ở đây phải nói là cái tính tu thôi mới thực hiện được một cái quy trình như thế này được. Chứ còn nếu như trường hợp mà thật sự ra mà nói chúng ta mà yếu cơ, yếu lòng á, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể, kính thưa quý vị, chúng ta có thể tập được như vậy được. Bởi vì sao? Bởi vì không dễ dàng mà chúng ta có thể bình tâm, có thể bình tâm mà chúng ta bình tâm mà chúng ta chấp nhận được. Chúng ta phải đi vào cái chỗ một nhóm người như thế, giữa những cái kẻ thù địch mà vào cái đó, chúng ta có một cái tâm thiện lành, chúng ta bình tâm bình tĩnh đi vào họ, sợ họ, coi như vô ngay chỗ mà gặp mà xài lan, mà coi như là thứ thiệt mà chúng ta vẫn không có sợ hãi, thì như vậy thì mới nói lên một cái tính của một cái sự tự tin, một cái giá trị của một vị mà có thể nói là rất là cao cả. Mà trong cái tinh thần Phật pháp chúng ta thường nói tức là chúng ta lấy cái tâm tốt đẹp của chính mình để mình đi vào những cái nơi đó thì chúng ta không có sợ, nó hại mình được. Thì đây cũng phải nói rằng là những cái thiện tâm tốt đẹp lớn kìa, chúng ta có thể bình tĩnh nổi khi chúng ta lại nghe người ta đề là chỉ trích mình hay hoặc là áp bức áp lực mình bằng mọi cách mọi thứ, mà chúng ta lại bình tĩnh, mà chúng ta lại có một cái tâm không có lo lắng, không có sợ hãi. Thì kính thưa quý vị,
thì có thể nói đây là một điều mà cũng là một cái pháp mà dạy cho chính chúng ta thôi. Cái tích truyện này rất là hay, kể về bốn vị sa di. Khi Đức Thế Côn Thế Tôn này dạy, khi đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến bốn vị sa di, chúng ta nên nhớ là một, xin lỗi, như là cái truyện 406, 404, như tôi nhớ cái truyện này 404 mà đó. Chúng ta đang học câu 406 đúng không ạ? À dạ đúng rồi, cảm ơn. Dạ, bốn vị sa di. Có một vợ của ông Bà La Môn sửa soạn ban cho bốn vị sa di, tức cho bốn vị sa môn. Và đặc biệt á, ông ta bảo người chồng á là hãy đi đến chùa, hãy đi đến tịnh xá mà thỉnh bốn vị. Bà La Môn mà bốn vị coi như là trưởng lão, bốn vị sa môn mà trưởng lão, bốn vị lớn về. Thì kính thưa quý vị, thì khi mà đi, chúng ta đi đến á, thì xin vào tỉnh xá và xin yêu cầu cho gặp bốn cái vị tỳ kheo, tức là bốn vị Bà La Môn lớn, đưa ra cho họ gặp. Nhưng những vị mà thì ông ta mới nói rằng là quý vị đã chọn nhầm rồi, đây là bốn cái vị sa di trẻ tuổi. Tôi muốn gặp, tôi muốn mời những cái người lớn. Thì kính thưa quý vị, thì cái vị Bà La Môn á mới đi về, thì cử Chư Tăng mới cử bốn vị sa di mới là cái bảy tuổi nhân đất A La Hán, gồm Tôn Giả, Samkicca, Panditá, Sopaka và Tá. Thì bà ta cứ nghĩ rằng, và ông chồng cứ nghĩ rằng là thế nào cũng sẽ thỉnh được bốn vị cạo niên lập lưỡng lớn lao về đây. Thì bà vợ bà cũng chuẩn bị những lộng lẫy, những cái sang trọng rất là lớn và đứng chờ. Thì vừa thấy các vị sa di thì bà ta dẫn lên, mà ta nổi giận lên, bà ta chửi bới một tràng dài như là muối kêu ở trong lò lửa vậy, cứ lóc bóc làm liên tục, chửi ông chồng mình không đến tịnh xá mà đưa bốn cái trẻ nít chẳng lớn bằng cháu chắc của ông nữa hãy về đây, mà không có chịu, bà không chịu mời cho các vị sa di đã soạn sẵn, cái chỗ mà bà đã soạn sẵn. Và bà trải một chân ngồi thấp hơn và kêu họ này đây nè, thì bảo các vị đã xuống dưới đó. Bà ta bảo ông chồng ông mới đi mời vị sa di mà lão thành về đây. Mà La Môn nghe thấy vậy đi đến gặp ngài Xá Lợi Phất, thưa ngài, thỉnh ngài về nhà chúng tôi, tôi đã thỉnh ngài, ngài cho đưa về bốn sa di. Thì ngài Xá Lợi Phất có hỏi gì chứ, các vị đó đã thọ thực chưa? Thì ông La Môn này có nói chưa có thọ thực. Thì khi biết chủ nhà nấu cho bốn phần ăn, Tôn Giả mới nói rằng xin mang trả cái bát cho tôi. Rồi Tôn Giả ôm bát, rồi Tôn Giả ôm bát á, đi đến nhà của Bà La Môn. Rồi bà hỏi thể nói như thế nào, thể nói các sa môn ngồi đây á đáng thọ nhận quần thực, xin trả bát lại cho tôi. Thì nói xong, ngài lấy cái bát đi về. Bà vợ bảo chắc ngài không muốn ăn, thôi ông mới đi tiếp tục đi kèm bốn cái vị khác nữa.
thì Bà La Môn trở lại thì gặp ngài Xá Lợi Phất, cái ngài Ngồi Kiền Liên cũng thưa như trước, và cũng dẫn tôn giả về mang theo cái bát. Ngài Ngồi Kiền Liên đến thấy có các vị sư gì thì cũng nói y như ngài Xá Lợi Phất, cầm bát đi thẳng đi về. Và một lần nữa ông Đế Tịnh Xá hãy làm tiếp một lần nữa thỉnh các vị khác. Thì bây giờ các sư gì từ trưa tới giờ chưa có cái thọ thực gì ở trong bụng, từ sáng tới giờ chưa có thực bụng, ngồi thì cũng hơi đói. Thì do cái phước của cái vị sư di này á, là ngai bạc của Đế Thích cũng nóng lâu, nghe tìm hiểu nguyên nhân á, thấy bụng bốn vị sư di A La Hán bắt phải ngồi từ sáng tới giờ ở nơi này, thì bây giờ ta phải cải trang thành một cái Bà La Môn già lụm khẩm đến Tịnh Xá, nhưng đồng mọi người đứng lại Đế Thích xuống. Thì nhiệm vụ đến cải trang thì đến Tịnh Xá một hồi một chỗ nhất, thì Bà La Môn đến ông thấy, ông thấy cái nghĩ rằng à mời ông này về thì sẽ hài lòng, để mời về tới nhà. Thì bà vợ vừa trông thấy một cái người mà già cả như vậy á, bà liền cười hớn hở và nghĩ rằng à, hôm nay vậy là mình cũng vừa lòng rồi, thì mới thỉnh mời Đế Thích ngồi vào an tọa Đế Thích. Vừa đến nhà đó gặp bốn vị sa di đảnh lễ sát đất và kiếm chỗ ngồi ở dưới một cái nơi thấp hơn các vị sa di. Vợ Bà La Môn mới nói thế, đúng là ông trước rước về thì cũng là như thế, các vị tới gặp các vị này rồi bỏ đi về, ông đưa về những người bằng cha ông này, ấy mà là chào các cái người mà cháu chắc nhỏ như thế này là sao kỳ á, đâu có cần những người như ông, thôi đuổi ông ra đi. Ông Bà La Môn nắm vai Đế Thích rồi kéo tay đẩy lưng, nhưng ngài lôi ra ngoài, nhưng Đế Thích ngồi không nhúc nhích. Bà vợ bảo ông nắm một tay, tôi sẽ nắm một tay kia, hai vợ chồng mới lôi Đế Thích ra như hay dùng đẩy lôi ra ngoài không ra khỏi cửa. Ngài Đế Thích hóa phép ngồi yên tại chỗ, hai tay vẫy họ chào họ liên tục. Hai người bà trở vào, bà y đó sợ hãi, bà cũng đó hơi khủng khiếp. Đúng bây giờ Đế Thích biết ngài mới tự hiện ngài là ai. Thì hai bà La Phất mời ngài thọ trai xong xuôi năm vị khách. À, thì kính thưa quý vị, sau khi mà biết được như vậy đó thì bà ta mới có cái sự làm cái dân cúng đến cho các vị. Và bây giờ Đế Thích biết ngài là ai rồi thì họ sợ rồi. Thì năm vị sau khi thọ trai xong á, từ giả một vị bay xuyên qua nóc, một vị thứ hai xuyên qua nước, một vị thứ ba xuyên mái nhà, và vị thứ tư chui xuống đất. Còn Đế Thích đều bằng một ngõ khác, cứ thế năm vị rời khỏi ngôi nhà một cách yên ổn hết. Xem như nhà có năm cửa, các vị sư di về Tịnh Xá, các thầy thì kêu hỏi sao chư huynh thọ trai thế nào thì chớ có hỏi nữa. Bà La Môn ấy thấy nổi giận đùng đùng, bảo ngồi ở chỗ sộn sẵn và không có quan tâm. Và nhiều lần đi tới thì sau cuối cùng thì rước đúng cái đức trời Đế Thích. Thì lúc ấy bà mới dọn, bà mới cho coi như là chúng tôi thọ thực. Nhưng huynh không giận sao? Nhưng các vị không giận sao thì không có giận chúng cả. Thì các vị kheo đồng trả lời. Thì mới bạch hỏi Thế Tôn, thì Tôn mới nói đúng rồi. Các vị này không có nóng giận, đó không phải là lời nói dối. Đức Phật này mới dạy rằng người đã trừ được các lậu hoặc chẳng kháng cự kẻ chống lại họ. Nó nói, ngài cái nói nên cái câu thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung ăn, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Qua câu chuyện này cũng nói cho chúng ta biết, sự thật ra mà nói, nhiều khi chúng ta coi những vị tân sư, những vị trẻ tuổi như điều mà đó là coi chừng, đó là không đúng đắn. Bốn vị sa di này là bốn vị thánh A-la-hán. Thì ông đừng bề ngoài cô chật điểm, đừng hướng sự suy nghĩ
ở trong cuộc đời người ta nghe. Chúng ta không quý vị nghe chúng tôi nói không à? Nói không? Kính long đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát sư đã rớt mít rồi ạ. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không à? Dạ, để cảm ơn quý vị. Thì quả thật trong cuộc đời này chúng ta không có trong mặt mà bắt hình dung được, và chúng ta cũng đừng bao giờ xem những cái điều mà chúng ta coi là nhỏ là tầm thường đó, nhưng đó là những cái điều nó phi thường. Đừng bao giờ xem mà trong kinh chúng ta thường nghe đó, đừng bao giờ xem như, đừng bao giờ xem thường một cái đốm lửa nhỏ, đừng bao giờ xem thường một con rắn nhỏ, đừng bao giờ xem thường một thái tử hay là một vị vua trẻ, và đừng bao giờ xem thường một vị sa môn trẻ. Nói đến đây chúng tôi nhớ tới sư trưởng. Hồi xưa đó, lúc mà lên thuyết pháp, và lúc đó quý vị biết là năm nay chúng tôi trải qua 42 năm ở trong chùa. 42 năm trong chùa. Thì lúc đó khoảng 13, 14 tuổi gì, 12, 13 tuổi gì đó. Lúc đó sư trưởng lên, sư trưởng nói, kêu tất cả mấy sư trẻ lên hết. Mà lúc đó biết cái gì mà mình lên bắt lên ngồi pháp tòa hết. Trong đầu mấy thường học, coi như là coi học dài, học đêm, cho nó ráng nhớ trong đầu bao nhiêu câu hỏi này, cái thời pháp này. Lên câu hỏi này tôi sẽ hỏi ông. Trả lời y khu vậy, nó cứ ngồi lên đó mà nói. Mà không gì có tên ông lên đó ngồi rung, lên hỏi một cái biết gì trơn, mà cũng như là nó như là một lập khuôn trả bài tự động vậy đó. Cái điều này chúng tôi nhắc lại, đó như sẽ trả lời tự động vậy. Phật tử dưới kia chỉ là những cái sa thú bằng cái tức là ủng hộ tinh thần thôi. Thế các sư nhỏ lên cái tội nghiệp, chứ hoàn toàn họ biết cái bài thì họ hiểu rồi. Thế coi như là lên thì sư trưởng mới nói là tập cho các sư vừa học vừa phải thuyết giảng, vừa phải nói, vừa phải thiết, thì nội chỉ chuyện mà bạch thưa không là cũng chết rồi. Thì vì nào vì nấy lo, bây giờ đó tôi không trả lời nhiều, đã y khu như cái bài dạy sao y khu như vậy. Thì xuống thì sư trưởng mới nói gì đó, hôm nay vậy là giỏi, các vị giỏi cứ khen như vậy, không biết cái gì. Nhưng quả thật thì bắt đầu từ từ vài năm sau làm nó quen. Và đến khi lớn một chút xíu thì hội chúng không kịp sợ ai, nhưng mà hội chúng không có sợ. Thì sư trưởng nhắc cái đoạn này nè. Tức là quý vị biết ngày hôm nay là một vị sư nhỏ như vậy, nhưng ngày sau có thể là một vị tôn tốt lớn, thì cái sự trưởng thành nó phải là như thế. Nhưng phải nói rằng là chúng tôi là vị thầy phải dẫn dắt các vị, và cũng như là thầy trò ra để làm việc Phật pháp. Quý vị tin chúng tôi đi, thì mà quý vị mới nói đông lắm, thì sư trưởng cũng nói hô á, cứ gieo hạt đậu được bao nhiêu nó là tốt lại cho bấy nhiêu, chứ không phải là bao nhiêu đây nó sẽ trưởng thành. Nhưng chắc chắn rằng có những người sẽ còn ở lại, còn sót lại, chắc chắn là như thế. Thì bao nhiêu đó thôi, kính thưa quý vị.
ngày hôm nay có nhiều vị đã xuất thân từ tuổi ấu niên để trở thành một vị sa môn. Nói như phải là chúng tôi nói là chúng tôi lấy cái lợi điểm của chúng tôi, nhưng xuyên qua cái chuyện này thì kính thưa quý vị, nói chứ cái tuổi trẻ nó tội nghiệp lắm. Chúng tôi nhớ hồi xưa đó, ăn mà quý vị biết bị la, nhỏ thì cứ náo háo nhịn nhiệt mà chúng tôi nhớ chúng tôi và sư Pháp Nhiên lúc đó đó, ở chùa Xử Lý xưa nó có mấy cái hồi xưa mà lúc mà thời khổ đó, mà nó đựng mấy cái muỗng inox và chén kiểu mà kiểu chén mà của Nhật hồi xưa đó, Nhật còn lại đó, thì quý vị biết ăn á, bởi vì nó làm quá chất lượng đi, cho nên cái tiếng muỗng mà đánh vô nó cũng nghe cái tiếng vang lên rất lớn, mà ba bốn vị nhỏ dưới nó nghe lộp cộp nhắc hoài mà cứ quên hoài, nhỏ đâu có nhớ, đổi là chén đĩa, cái chén đá, tức là cái gọi là chén đá cho ăn, cũng như là cái chén đá là sao nó không có cái chén mica đâu, chén đá chứ chén mica. Mấy anh em mình để ngồi mặt buồn khiêu, không dám nói gì được, bị la sợ quá. Bắt đầu từ đó bắt đầu tập ăn như vậy, bắt đầu nhẹ nhàng, được sự quan sát từ cách ăn, cách nói, cách dạy, cách học, cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, phải nói rằng rất là như thế. Thì kính thưa quý vị, chúng ta sống trong cái đời sống bình thường, nếu mà chúng ta là cái người đó ta ghét mình, mà quý vị cười với người ta được không? Hơi khó phải không? Nhưng chúng ta tập cười. Vì những người hung dữ chúng ta ôm quà thì phải nói rằng rất là khó, nhưng nếu chúng ta tập nó sẽ được. Bởi vì chúng ta còn phàm phu, cái tôi của người nó chấp thủ lớn lắm, cho nên nếu mà họ thù mình thì mình cũng ghét họ, nếu mà họ hung dữ thì mình lấy cái sự ôn hòa, thì đây chính là thế giới này nó hòa bình rồi. Nhưng điều liệu mà những con người có xử lý như là các vị thánh này không, thì bởi vì khi mà họ giữ, họ thù người ta thì ta thân thiện, mà nếu như mà họ giữ giặc với ta, chúng ta trở nên ôn hòa, không hung hãn với chính họ. Và những người mà giữa nhiễm cái bụi trần, chúng ta không có chấp trước, không có nhiễm trần đó, thì kính thưa quý vị, thì vị ấy chính là một vị cao cả. Trong cuộc đời này dĩ nhiên chúng ta sẽ không là những người cao cả như thế, nhưng chúng ta tập thì cũng bớt được phần nào, nó cũng hay phần đó. Tại sao trong cuộc đời này, một chiếc đường dài của cuộc đời, nó vui ít, nó khổ nhiều. Thời gian có bao lâu mà lại hững hờ, thời gian có bao lâu mà lại mang cái sự thù hận, thời gian có bao lâu mà phải mang cái sự khổ đau, nó chồng chất, nó nhiễm ô trong cuộc đời. Cho nên để hiểu, để biết, để nắm bắt được, để thành tựu được, để đạt được, thì tất cả chúng ta mới thấy được trong cuộc đời này. Chúng ta phải nên có một cái tâm hồn đơn giản, nhẹ nhàng. Chúng ta đi đường xa không có sách nặng, tức là sống được 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 10 năm, 10 năm, 20 năm gì đó, tại sao chúng ta phải lời dạy để ôm ấp những hận thù, là phải mệt mỏi, là phải nặng nề, làm chi? Dĩ nhiên những cái buồn vui trong cuộc đời không phải là một chuyện mà chúng ta dễ dàng, không phải là một chuyện một sớm một chiều nói mà nó qua đâu, nói mà để thành tựu được như ý đâu, mà nó phải là một cái điều mà chúng ta hết sức là khó khăn. Nhưng cái gì tập thì nó cũng sẽ được đó. Chúng ta chưa đắc thánh, nhưng chúng ta đi đêm, chúng ta đi khuya nhiều, nó lạnh và nó mệt mỏi rồi. Khi chúng ta đã trải nghiệm nhiều rồi thì thôi, thì chúng ta cũng nên biết buông xuống, bỏ xuống đi.
cái sự thành công đối với người tu đó chính là biết sự buông bỏ. Cái sự tốt đẹp của một người tu đó chính là một sự tha thứ. Sự tốt đẹp của người tu đó chính là một sự lãng quên. Lãng quên đi những gì nó nghịch cảnh, lãng quên đi, bỏ qua đi những gì mà nó gây tổn thương, nó gây phiền muộn, nó gây đau khổ cho chính mình. Thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Còn bằng không thì rất là nguy hiểm. Chúng ta sống, chúng ta biết cái gì, kính thưa đại chúng. Chúng ta biết đến bước trong cuộc đời để chúng ta vượt qua cái khổ nạn. Chúng ta sống trong cuộc đời biết đến bước để vượt qua cái sự khổ sầu. Chúng ta sống trong cuộc đời đến bước để cuộc sống được an ổn hơn. Bây giờ thù thì nó gây cái sự oan trái, mà oan trái thì oan gia đời đời kiếp kiếp. Như vậy đúng không? Nếu như biết được thời gian của mình không sớm thì muộn cũng phải ra đi, mà cái sự vô thường chúng ta đâu biết. Tại sao chúng ta lại ôm ấp như thế? Chúng ta phải giận hờn như thế có đáng không? Sự thật khi chúng ta gặp cái sự bệnh hoạn, gặp những nghịch cảnh, gặp những biến cố trong cuộc đời, con người chúng ta nó sẽ trưởng thành, nó sẽ đổi thay rất lớn. Mà cái sự đổi thay ở cái giá trị tích cực, ở đây chúng tôi muốn nói xem việc lớn nó là một việc nhỏ, xem cái mọi việc nó sẽ là một việc nhỏ, và việc nhỏ thì nó có thể đi qua, không có chuyện gì mà không giải quyết được. Trong cái sự thù nghịch, trong cái sự nghịch cảnh của con người, rồi nó cũng sẽ qua. Chúng ta kham nhẫn, đón nhận và chờ đợi, nó phải đi qua. Cho nên là một người học hiểu Phật pháp, là một người biết tu tập Phật pháp, không ai dạy gì, chỉ có những người không tu thì họ mới làm những điều mà nó như cái thế thường, như cái đời thường. Chứ nếu chúng ta biết tu không dạy gì, chúng ta lại chấp thủ, chúng ta đeo mang một cách nặng nề, hay chúng ta quán giận khi chúng ta gặp những cái phiền muộn, khi chúng ta gặp những cái trái ngang của chính mình. Và đó cũng chính do cái nghiệp quả chúng ta thôi. Thật sự ra những trái ngang đó mình luôn luôn mình cho nó là một sự trái ngang, cho nó là một cái sự phủ phạt, cho nó là một cái sự bực bội, nhưng đó là nghiệp quả của chính mình. Thì trại trời không khỏi nắng, phải bị thôi, phải bị đối diện thôi. Mà nếu như thế thì chúng ta biết hãy sống trong cuộc đời, nhớ đừng bao giờ mang gánh đeo lấy cái sự oan trái. Người ta áp lực quý vị, người ta hàm oan quý vị, người ta chơi bẩn mình, người ta nói những cái lời đặc điều đặc chuyện mang tới cho mình, cứ nhận đi rồi cũng đi qua. Nhưng nếu chúng ta, người ta coi như là nước sông không xâm phạm nước giếng, mà nước giếng xâm phạm chúng ta trả lại gấp đôi, thì cái điều này nó là một chuyện hết sức là bình thường. Và đau khổ chỉ trong chất đau khổ. Người ta làm khó mình không khó, nhưng mình làm khó người ta rất khó. Giật chính người ta khó xong rồi, cả hai đều sẽ khó. Ở trong
lai sẽ khó khăn vô cùng. Nghe chúng tôi nói rõ, người ta làm khó mình chưa chắc mình khó, nhưng mình gây người ta khó thì trước nhất người ta khó, và sau đó cả hai đều khó, đều khó khăn, đều khổ sở. Người ta làm mình khổ, mình chấp nhận khổ, cái khổ nó sẽ đi qua. Nhưng nếu như người ta gây khổ mình gây khổ lại, mình gây khổ lại, thì ngay hiện tại cả hai đều khổ, mà trong tương lai lại càng khổ hơn. Đó là sự thật. Họ gây khó cho mình, họ xem mình như là một người đối thủ nghịch thù. Nhưng chúng ta hãy khâm nhẫn đi một chút xíu, cứ lưu một bước đi, cứ lưu một bước đi, thì bao nhiêu cái sự chửi bới, bao nhiêu cái sự đặt điều, bao nhiêu cái sự đặt chuyện nó ra hết trơn. Chúng ta không cần một cái lời chứng minh gì cả, hay cần gì cả. Ở tại chỗ, ở tại nơi, trong gia đình, ở trong nhà của chúng ta, tự nhiên trắng đen nó phân kỳ rõ ràng. Chứ nếu hoặc là người ta đánh mình, người ta hàm oan mình, người ta cướp giật của mình, vân vân, tất cả chúng ta đều bằng một cái chánh niệm, đều bằng một cái tâm hồn. Ở đây cái tâm hồn buông bỏ và tha thứ, chứ đừng nên còn quan trái, đừng nên bằng cái sự sân hận, bằng sự sân hận để trả đũa, để trả thù. Thì đau khổ sẽ ngàn năm, điều đó là phi sa môn, điều đó là phi thích tử chắc chắn rồi, và không phải là một cái người hiểu biết được Phật pháp, và sẽ đau khổ cho chính mình ở hiện tại cũng như ở mai sau. Đây là cái lời kinh, cái câu kinh này nói lên cái đức tính của một vị thánh giữa cuộc đời này. Nhưng chúng ta không như được như vị thánh 100-1000 phần của vị ấy, mà chúng ta chỉ được 0.0001 cũng là tốt đẹp. Chúng ta không làm được như các bậc thánh, nhưng chúng ta tập cái tánh cũng biết sống, biết trân quý cuộc sống trong hiện tại này, chứ không phải kết gây cái sự oan trái ở mai sau nhiều hơn. Dạ, xin có đôi điều trình bày qua cái câu Pháp Cú 4:6 là như vậy. Và cũng xin cáo lỗi quý vị trong cái thời gian nó hơi chậm trễ một chút xíu, bởi vì không có tiếp nhận được cái sự báo của sự đạt, và chỉ qua cái cuộc còn nhỡ của Vua Nhật Quỳnh thì chúng tôi biết, và chúng tôi cũng hơi vào đâm nó cũng sát giờ sát nút, sẽ có sự chậm trễ. Những mong toàn thể đại chúng và nghĩ cho trong chấm dứt thời gian trước nơi đây những lời kinh dân Phật cũng là công đức phối báo đến cái trời tích tư đạo thiên vương các vị chư thiên vương địa chánh pháp, biết là các vị chư thần chư thiên người tại chùa cộng như từ chủ đức hướng nguyện phần công đức này đến các bậc thầy tổ thân bằng lý tưởng của chúng tôi vô vị, xin tất cả được an lạc được tấn hóa trong Phật pháp. Cầu mong tất cả chúng ta cố gắng là chúng ta dùng cái tâm buông bỏ, dùng cái sự xả ly, dùng cái sự tha thứ rất nhiều trong những lần chúng ta gặp phải, thì chúng ta được tu tập Phật đạo thì tốt đẹp hơn nó. Mong quý vị được an lạc được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Bồ Đề Giá, Nam mô Sa Di Đà Phật. Dạ, sa thu lần thầy. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân thượng tọa Tề Quyền đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng kinh pháp cú từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 406 đến hàng Phật tử chúng con này. Chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa, chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Tề Quyền. Và thay mặt đại chúng trong room một lần nữa, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho room. Nam mô Phật Thầy Giá. Dạ, xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh. Bồ Tát Sắp Bằng Lăng Rakhan Tu Sắp Bà Đề Bồ Tát Sắp Bằng Bồ Tát Nu Pha Quế Na Sa Đa Sa Ti Phu Văn Trụ Tề Bồ Tát Sắp Bằng Lăng Rakhan Tu Sắp Bà Đề Bồ Tát Sắp Bằng Hàm Ma Nu Pha Quế Na Sa Đa Sa Ti Phu Văn Trụ Tề Bồ Tát Sắp Bằng Lăng Rakhan Tu Sắp Bà Đề Bồ Tát Sắp Bằng Sang Ha Nu Pha Quế Na Sa Đa Sa Ti Phu Văn Trụ Tề. Tất cả phương án coi đến người, cầu xin chư thiên hỗ trợ để người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, cao sự thánh lợi thường thường đến người.
cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, và thay mặt đại chúng con xin được thành kính tri ân. Lạy Đức Minh Ngộ Hạnh đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rung sau khi nghe pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya thế va da san ti ma ra wa si ni tu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tha ma da ne na va wan tu pu chi ta so thiên ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thế ra cha ma cha na va ca cha phi kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca kha ma cha đê sa ni kha ma cha y sa ra sa pa na phu ta su khi ta pa văn tu tê cha la pu cha ye pi jan da sam pa wa sang se da cha ta ta vo pa pa ti ka ni ya ni kang kha ma va rang pa ti cha te sa be pi du kha sa ka ron tu sang kha yam tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pu kha la sang kho ho tu sa ma kho va ta ya cha hi ta ya cha am he ra kha tu sa tham mo sa pe pi tham ma cha ri no vu teng sam pa pu nai ya ma tham ma ariya pa ve di te Idang no nyati nang hon tu sukhita hon tu nyato. Idang no nyati nang hon tu sukhita hon tu nyatayo. Idang no nyati nang hon tu sukhita hon tu nyatayo. Idang vatano punyang asavakha yavahang nipana sapakayo ho tu. Là kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rùm pháp cũ kinh sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được cung thỉnh chư đại đức tăng kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại rùm để sinh hoạt Phật pháp như thường lệ, hầu mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sáng Khaya. Kính chào tạm biệt, con xin được đóng rùm.